Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thịnh Thế Đích Phi của tác giả Phượng Khinh. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Thịnh Thế Đích Phi. Phượng Khinh. Chương 11, Nhà đầu tú nương. Editor, Tuyết Y. Triệu Di nương thờ hồn hiền trở về, quả nhiên lại náo loạn một trận. Thời gian không đến nửa ngày, toàn bộ Diệp Phủ đều đã biết Triệu Di Nương đi đến thanh giật hiên của Tam Tiểu Thư, muốn nịnh hót lấy lòng Tam Tiểu Thư. Kết quả là bị nha đầu thanh xương bên cạnh Tam Tiểu Thư châm chọc khiêu khích một trận rồi đuổi ra khỏi viện. Dù cho bây giờ Triệu Di Nương đang được sủng ái, thế nhưng Thượng Thư Đại Nhân cũng chỉ hời hợt nhắc nhở Tam Tiểu Thư hai câu vào lúc thỉnh an thôi. Xem ra Triệu Di Nương cũng không được sủng ái giống như trong truyền thuyết kia. Xảy ra chuyện như vậy, nhóm di nương trong hậu viện tất nhiên cũng không tránh được thừa cơ cười trên nỗi đau của người khác mà chêm vào thêm mấy câu châm biếm triệu di nương cũng không cam chịu yếu thế nhanh mồm nhanh miệng đối chọi lại vương thị đã bị cấm túc nên chỉ ở trong viện của mình dạy dỗ diệp oánh những di nương này thiếu đi sự quản thúc cho nên hậu viện ngược lại là một phen rất náo nhiệt lúc này đây vương thị bị tổn thất nặng nề trong tay diệp ly đã phải vô duyên vô cớ bồi thường ra mất mấy vạn lượng bạc thì không nói, đã vậy lại còn bị lão phu nhân cấm túc. Lúc trở về viện của mình Vương Thị đã đập phá mất bao nhiêu đồ sứ thì Diệp Ly cũng không có hứng thú quan tâm, chỉ là trong lòng tự đắn đo cái gọi là cấm túc của Diệp Lão Phu Nhân lần này chỉ sợ là cũng đã nương tay không ít ở trong đó. Bởi vì không đến mấy ngày nữa chính là ngày Lê Vương Phủ hạ sinh lễ, Vương Thị thân là chủ mẫu Diệp gia là mẫu thân ruột thịt của Diệp Oánh, tất nhiên sẽ không có khả năng không được ra ngoài gặp người khác. Vào lúc Lê Vương phủ đến hạ sinh lễ, Diệp Ly mang vẻ mặt bình thản đang ngồi ở trong viện của mình để chọn người. Người trong phủ nếu như thông minh, cho dù có vội vàng ở sảnh trước tiếp đón người của Lê Vương phủ thì cũng không quên chuyện mà Tam tiểu thư đã dặn dò ở bên này. Sáng sớm đã cho nương tử của quản gia dẫn người đến cho Diệp Ly chọn lựa. Diệp Ly ngồi ngay ngắn ở trên ghế được đặt dưới mái hiên thần sắc bình tĩnh đánh giá mười nha đầu đang đứng ở trong sân. Thấy Diệp Ly cả buổi vẫn không mở miệng, nương tử của quản gia có chút bất an nhìn nàng một chút, cho rằng tam tiểu thư vẫn không hài lòng với những người này, đang cân nhắc xem có nên lên tiếng để đổi một nhóm người khác vào đây hay không, thì đã nghe thấy Diệp Ly thản nhiên nói, Thanh Sương, em xem một chút đi, người nào phù hợp thì giữ lại. Thanh Sương đối với việc được tiểu thư nhà mình tín nhiệm như vậy thì rất cảm động, Vội vàng cao giọng đáp, "Nô tỳ tuân mệnh." Đi đến chính giữa nhóm nha hoàn và nhìn những vẻ mặt khác nhau của bọn họ, Thanh Sương bỗng cảm thấy có chút không quen nho nhỏ. Lúc trước tiểu thư nhà mình không được chào đón, bản thân mình ở giữa đám nha hoàn cũng bị xa lánh. Vậy mà bây giờ, những người này lại phải đứng ở chỗ này để cho mình tùy ý lựa chọn. Thanh Sương cẩn thận chọn vài người có tướng mạo thanh tú, nha hoàn nhìn qua thấy An Phận đưa đến trước mặt Diệp Ly. Diệp Ly nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi cười thầm một cái. Nhà đầu thanh xương kia cũng có phần lo lắng hơi quá một chút, cho nên ngay cả chọn nha hoàn cũng phải phí nhiều tâm tư như vậy. Nương tử của quản gia đi theo cười cười nói với Diệp Ly, tam tiểu thư sẽ chọn mấy người này sao? Có cần phải chọn thêm hai người nữa để tránh lúc đó lại không đủ dùng không? Ánh mắt Diệp Ly trong suốt, mỉm cười nhìn nàng, đã như vậy thì lại chọn thêm hai người nữa đi. Nương tử của quản gia đón lấy ánh mắt trong suốt của Diệp Ly, không hiểu làm sao, đáy lòng lại nhịn không được mà cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng né tránh đi. Lần này Diệp Ly ngay cả nhìn cũng không nhìn, một ngón tay tùy tiện chỉ rồi nói, thế thì hai người kia đi. Thành Sương nhìn lại về hướng tay nàng chỉ, hai nha hoàn đứng ở hàng đầu tiên, một người thì dung mạo thường thường không có gì thu hút, một người khác thì lại xinh đẹp kiều mị vừa nhìn đã biết là một kẻ không an phận. Hơn nữa nhà đầu kia rõ ràng lại có thể dùng vẻ mặt kiêu căng mà nhìn tiểu thư nhà mình, thật sự là không biết sống chết. Phất tay để cho nương tử của quản gia dẫn những người còn lại mang đi, Diệp Ly mới cẩn thận đánh giá sáu nha đầu đang đứng trước mặt mình, giọng nói lãnh đạm hỏi, tên gọi của các ngươi là gì? Nô tỳ là Vân Nhi, nô tỳ là Tiểu Thúy, nô tỳ Tĩnh Nhi, nô tỳ Điểm Nhi nô tài tuyết yến, nô tỳ tì, hàm tình. Diệp Ly gật gật đầu, tên gọi ngược lại đều không có chỗ nào bất nhã. Diệp Ly cũng không có hứng thú đi đổi tên cho người ta, rời ánh mắt đến trên người hai nha hoàn cuối cùng mà mình chọn, tuyết yến, trước đây ngươi hầu hạ ở nơi nào. Dường như ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Nhà đầu gọi là tuyết yến mặt mày bình thản lộ ra sự thong dong bình tĩnh, khẽ gật đầu chào Diệp Ly rồi nói, bẩm tam tiểu thư, nô tỳ vốn là nha đầu nhị đẳng trong viện của lão phu nhân, lên không được mặt bàn nên đương nhiên tam tiểu thư chưa từng gặp qua à. Diệp Ly cười nói, bộ dạng này của ngươi cũng không giống như không lên được mặt bàn, đã như vậy, ngươi và Thanh Sương cùng nhau hầu hạ ở bên cạnh ta đi. Hầu hạ bên người chính là đại nha hoàn bên cạnh chủ tử, tuyết yến đối với việc được Diệp Ly cất nhắc thì hơi sững sờ. Nhưng cũng không kinh hỉ đến mức thất lễ, đa tạ tam tiểu thư cất nhắc nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ tiểu thư, xin tiểu thư ban tên cho nô tỳ. Bình thường đại nha đầu hầu hạ bên người chủ tử sẽ luôn được chủ tử tự mình ban tên cho, cho dù là ân điển nhưng thay đổi tên gọi cũng có nghĩa là không còn quan hệ gì với nhân sự, sao, trước đây nữa, mà chỉ thành tâm cống hiến sức lực cho chủ tử hiện tại thôi. Diệp ly chớp chớp đôi mi thanh tú, ngược lại trầm ngâm một lát rồi nói, vậy gọi là thanh hà đi sao, nhân sự, con người và sự tình. Thanh Hà tạ ơn ân điển của tiểu thư. Hành lễ xong, Thanh Hà đã lập tức đứng ở một bên quy củ khoanh tay cung kính. Hàm tình, người có biết theo thùa không? Diệp Ly hỏi. Trong mắt hàm tình hiện lên một tia kiêu căng, giòn giòn giã giã mà nói, đương nhiên là biết. Nô tỳ theo thùa thế nhưng mà đứng số một số hai trong phủ đấy. Nghe thấy thế, Diệp Ly dường như rất hài lòng với câu trả lời của nàng, nhẹ gật đầu, rất tốt, đã như vậy, thì ngươi cứ hầu hạ ở phòng thiêu thùa đi. Bẩm tiểu thư, nô tỳ không phải là tú nương, sắc mặt hàm tình thay đổi, không cam lòng cắn răng chừng mắt nhìn Diệp Ly mà nói. Láo sược, lời tiểu thư nói há có chỗ để cho ngươi phản bác. Thanh Sương giận dữ trách mắng. Diệp Ly cũng không tức giận, gật đầu cười nói, ta biết rõ ngươi không phải là tú nương, nếu như thực sự có công việc theo thùa gì quan trọng thì ta cũng sẽ không để cho ngươi làm đâu. Tú nương cũng không phải là dễ làm như vậy. Có tú nương yêu tú nào mà không phải có kinh nghiệm ít thì 10 năm nhiều thì mấy chục năm. Nhà đầu gọi là hàm tình này nhìn thế nào cũng không giống người có thể an phận làm nữ công được. Khuôn mặt xinh đẹp hàm tình vì tức giận nên đã đỏ bừng, liều chết chừng mắt nhìn Diệp Ly. Diệp Ly làm sao có thể để nàng vào mắt? lại đứng dậy mỉm cười nói với nàng, trong những ngày này có thể có chút bận rộn, nếu như không chịu nổi bận rộn thì đi tìm tổng quản đi. Đợi đến lúc đến định quốc vương phủ thì người trong phòng theo thùa tất nhiên sẽ nhiều hơn. Còn nữa, tên của ngươi cũng sửa lại gọi là Tĩnh Văn đi. Đa tạ tam tiểu thư, nô tỳ rất hài lòng với tên của mình. Hàm tình mang một khuôn mặt đã tức giận đến căng lên đỏ bừng nói. Thanh Sương cười lạnh một tiếng nói, láo sược bản thân ngươi hài lòng thì có tác dụng gì tiểu thư của chúng ta không hài lòng nhà đầu kia vẻ mặt đã yêu mị lại còn mang theo một tên gọi không đứng đắn như vậy nàng cho rằng thanh giật hiên là thanh lâu quán rượu sao thành sương nghĩ mãi mà vẫn cứ không hiểu rõ tại sao tiểu thư lại phải chọn một người như vậy đổi tên gọi hoặc là quay người rời khỏi thanh giật hiên này của ta hay là ngươi phải đi về hỏi chủ từ cũ trước đây của ngươi một chút sắc mặt hàm tình khẽ biến cắn răng nói, nô tỳ đa tạ tiểu thư ban tên cho. Ánh mắt Diệp Ly lãnh đạm đảo qua trên người nàng, nghiêm mặt qua không thèm nhìn nàng nữa, đã vào thanh giật hiên này của ta, chỉ cần là người an phận thủ thường thì ta cũng không thích gây khó xử cho người khác. Nếu như có tâm tư khác thì tốt nhất là sớm rời khỏi đây đi, nếu không. Mấy người bị ăn bản tử mấy ngày trước ngoài vinh nhạc đường chính là tấm gương của các ngươi. Thanh Sương, Thanh Hà thường 10 lượng bạc, những người còn lại mỗi người năm lượng. Vâng, tiểu thư, nô tỳ đa tạ tiểu thư, mọi người vội vàng đồng thanh hô tạ ơn, đối với những tiểu nha hoàn có nguyệt ngân, sao, chưa đến năm lượng bạc thì năm lượng bạc thế nhưng là con số không nhỏ. Hàm tình, không, là tĩnh văn mặc dù đáy mắt có chút khinh thường, nhưng cũng biết bây giờ không thể khiêu khích Diệp Ly nên cũng cùng tạ ơn. Sao, Nguyệt Ngân, bạc hàng tháng, để cho Thanh Sương ở lại giải quyết những chuyện sau đó. Diệp Ly bèn quay người muốn trở về phòng, thì bên ngoài viện lại truyền đến giọng nói của nương tử quản gia xin cầu kiến, tam tiểu thư, hiền chiêu thái phi triệu kiến. Thịnh thế đích phi, phượng khinh. Chương 12, hiền chiêu thái phi. Editor, tuyết y. Hiền chiêu thái phi là đương gia chủ mẫu hiện nay của Lê Vương Phủ lại không phải là mẫu thân thân sinh của Lê Vương Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê và Đương Kim Hoàng Thượng đều là do Thái Hậu sinh ra, mà Hiền Chiêu Thái Phi lại là đường muội của Thái Hậu. Hai người này gần như đồng thời vào cung thế nhưng lại không tranh đấu gay gắt giống như các cung phi bình thường khác, trái lại lại bảo vệ lẫn nhau đi qua một đời. Hiền Chiêu Thái Phi vốn có một nữ nhi là Lâm An Công Chúa, nhưng mà từ vài năm trước đã được gả cho Trấn Quốc Đại Tướng Quân theo chấn quốc đại tướng quân đóng ở biên quan. Sau đó hiền chiêu thái phi lại do lê vương đón ra khỏi hoàng cung để phụng dưỡng. thật ra cũng là vì thái hậu lo lắng đứa con trai nhỏ của mình một mình một người ở ngoài cung, bởi vậy mới xin hiền chiêu thái phi đến chăm sóc cho mà thôi. lúc diệp ly thay đổi quần áo trên người theo nương tử của quản gia đến vinh nhạc đường của diệp lão phu nhân thì bên trong đang là một bầu không khí vui vẻ ấm áp. diệp lão phu nhân ngồi cùng hiền chiêu thái phi. Vương Thị thì tất nhiên là dẫn theo Diệp Oánh cùng ngồi ở một bên, ngoài ra còn có mấy vị mệnh phụ phu nhân cũng ngồi ở bên dưới tay. Điều làm cho Diệp Ly kinh ngạc nhất chính là mặc cảnh lê vậy mà cũng ngồi ở dưới tay Thái Phi, ngây ngần một chút Diệp Ly dường như mới nhớ tới cái thế giới cổ đại này thật ra cũng không hề chặt chẽ cẩn thận đối với việc phòng bị nam nữ như kiếp trước ở chỗ mình nghe nói vậy, lại càng không có quy củ nam nữ trước hôn nhân không thể gặp mặt nhau. Đương nhiên tiểu thư của thế gia lớn muốn gặp mặt vị hôn phu đều phải có nhóm ma ma và nha hoàn đi cùng. Nếu không phải như thế thì Diệp Oánh làm sao lại có được cơ hội cám dỗ mặc cảnh lê. Thần nữ thỉnh an thái phi nương nương, thỉnh an lê vương điện hạ, bái kiến tổ mẫu. Vãn bối bái kiến các vị phu nhân. Quý phu nhân mang khí chất cao quý lại có phần uy nghi ngồi ở ghế trên cùng, một đôi mắt phượng hơi có chút soi mói, Mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt nên không nhìn ra được một chút nếp nhăn nào. Hiền Chiêu Thái phi này cũng không tính là mỹ mạo tuyệt đỉnh, lại thắng ở khí vận rực rỡ, khiến cho người khác không khỏi lưu luyến. "Lão phu nhân, đây là Tam tiểu thư." Thái phi nhìn nhìn Diệp Ly, tay nghiêng về bên cạnh hỏi Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân cười xòa nói, "Hồi Thái phi, đây chính là Tam nha đầu của lão thân." Thái Phi gật gật đầu, cười nói là một đứa nhỏ tốt xinh đẹp, chỉ đáng tiếc. Là Lê Nhi của chúng ta không có phúc phận, Thái Phi kéo Diệp Ly đến trước mặt khen, thuận tay tháo xuống một bộ vòng ngọc màu lam đeo lên tay Diệp Ly, ngay lập tức khiến cho Diệp Oánh đang đứng bên cạnh vương thị tối sầm mắt lại. Chiếc vòng tay này của Thái Phi Diệp Ly nào dám nhận, vội vàng từ chối nói, đa tạ Thái Phi khích lệ, vật quý giá như vậy vẫn là Thái Phi mang mới xứng. Diệp Ly không dám nhận sự ban thưởng hậu hĩnh của Thái Phi. Thái Phi ấn lại chiếc vòng tay nàng muốn cởi ra, vừa tức giận nói, cái nhà đầu này, chẳng lẽ lại ghét bỏ chiếc vòng tay này của ta hay sao? Chiếc vòng tay này thế nhưng là trước đây tiên đế ban thưởng cho ta đấy, ta cũng đã lớn tuổi rồi, vẫn là người trẻ tuổi như các con đeo thì đẹp hơn, trong lòng ta cũng vui vẻ. Mọi người đều nói là tiên đế ban thưởng rồi, nếu như lại từ chối há không phải là ghét bỏ đồ vật của tiên đế sao? Diệp Ly lúc này mới thôi, dịu dàng cúi đầu cười yếu ớt nói, tạ ơn Thái Phi ban thưởng, thần nữ nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận lễ vật của Thái Phi. Thái Phi dường như hết sức hài lòng với biểu hiện của Diệp Ly, mỉm cười nhẹ gật đầu rồi mới buông Diệp Ly ra, lúc này Diệp Ly mới ngay ngắn đi đến sau lưng Vương Thị đứng sóng vai cùng với Diệp Oánh. Mấy vị phu nhân đang ngồi là cùng đi đến với Thái Phi, nhìn thấy Diệp Ly thì trong lòng đều có chút kinh ngạc. Thanh danh của Diệp Tam Tiểu Thư trong kinh thành gần như có thể nói là nổi danh ngang ngừa với Diệp Oánh được xưng là đệ nhất mỹ nhân, chỉ là một người có đủ tài mạo đức hạnh, còn một người lại không tài không đức không mạo, nghe nói đến thì quả thật là không cách nào khiến cho người khác tin được rằng các nàng là người một nhà. Nhưng mà vị Diệp Tam Tiểu Thư này cũng là một người lập dị, cho tới bây giờ vẫn luôn rất ít tham gia tụ hội của nhóm khuê tú trong kinh thành. Đối ngoại chỉ nói là từ sau khi đại phu nhân của Diệp Gia qua đời thì thân thể Tam Tiểu Thư vẫn luôn không tốt. Hôm nay lại nhìn thấy Diệp Tam Tiểu Thư này có dung mạo thanh lệ tú nhã, ăn nói yêu nhã cử chỉ chuẩn mực, mơ hồ khiến cho người ta nhớ tới phong độ tư thái của Diệp Phu Nhân xuất thân từ danh môn từ thị năm đó. Nữ tử như vậy sao lại bị người ta tung tin đồn, lan truyền đến mức kinh khủng thế kia tự nhiên mất đi mối hôn sự tốt như vậy với Lê Vương thì cũng không nói làm gì. Đã vậy lại còn bị chỉ hôn cho định vương, cuộc đời này xem như hủy rồi. Diệp Ly cung kính mà đứng ở phía sau lưng vương thị, không nhìn đến mặt cảnh Lê từ khi nàng vào cửa thì lập tức rụ mặt xuống mà nhìn trong chọc nàng một cái nào. Chỉ đứng ở một bên nghe mọi người nói mấy lời nịnh hót với Thái Phi, vừa nhìn chằm chằm vào vòng ngọc óng ánh trên cổ tay, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Nếu nói là Thái Phi yêu mến nàng hoặc là bởi vì nàng bị Lê Vương từ hôn nên ái náy, đến đây vừa thấy mặt đã tặng nàng di vật của tiên đế, đừng nói nàng không tin, cho dù là những người khác ở đây cũng sẽ không tin. Huống chi, vừa rồi Thái Phi còn điềm nhiên như không có việc gì mà nhắc tới Lê Vương, bây giờ Diệp Oánh và mặc cảnh Lê đều ở đây, rõ ràng là muốn nàng xấu hổ mới đúng. Như vậy nãy giờ Thái Phi làm ra vẻ ta đây là có ý đồ gì? những lão thái bà chúng ta nói chuyện ở chỗ này, người trẻ tuổi các con chắc hẳn cảm thấy rất nhàm chán rồi. Không bằng tam tiểu thư và tứ tiểu thư dẫn Lê Nhi ra ngoài đi dạo đi. Hiền chiêu thái phi đột nhiên truyền đề tài, chậm chậm cười nói. Nghe vậy, sắc mặt vương thị và Diệp oánh lập tức có chút cứng ngắc, Diệp lão phu nhân cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần rồi cười nói, thái phi nói rất đúng ngược lại là lão thân suy nghĩ không chu toàn khiến cho Lê Vương phải phí thời gian ở chỗ này cùng chúng ta rồi. Oánh Nhi, Ly Nhi, trái tim Diệp Ly đập mạnh, tiến lên một bước cười nói với Diệp Lão Phu Nhân, Tổ Mẫu, Tứ muội và Lê Vương Điện Hạ lưỡng tình tương duyệt đương nhiên là khó tránh khỏi tình cảm nhớ nhung, Ly Nhi cũng không dám đi làm cái đèn lồng đỏ chót, vô duyên vô cớ khiến người ta chán ghét đâu đấy. Nói xong, còn lê lưỡi làm mặt quỷ với Diệp Lão Phu Nhân một bộ dáng như tác phong ngây thơ của tiểu nữ nhi ngược lại khiến cho lão phu nhân và vương thị đã quen nhìn bộ dáng lạnh nhạt của diệp ly có chút thẫn thờ diệp oánh bị nói chúng tâm sự thì sắc mặt lập tức đỏ bừng chừng mắt liếc diệp ly một cái vừa thẹn lại vừa sợ liếc trộm mặc cảnh lê khuôn mặt mỹ lệ tươi cười hơi ửng đỏ xinh đẹp không gì sánh được mặc cảnh lê nghe thấy lời diệp ly nói sắc mặt lại càng thêm khó coi hừ lạnh một tiếng đứng dậy nói với Diệp Ly, ngươi tự mình hiểu lấy là tốt rồi. Diệp Ly nhíu nhíu chân mày, vẫn cười tủm tỉm như trước không đổi nói, lời này của Điện Hạ là thế nào chứ, ta thế nhưng là người rất biết điều đấy. Làm sao lại quấy giày tứ muội và muội phu ở chung? Ta đây vẫn là ở lại làm bạn với tổ mẫu và thái phi, còn có các vị phu nhân đây nữa. Thần nữ ngưỡng mộ phong thái dáng điệu của thái phi, còn cầu Thái Phi đừng ghét bỏ mới được. Thái Phi nhìn Diệp Ly một cái thật sâu, cười nói, nếu đã như thế, thì Ly Nhi hãy ở lại đi. Mặc cảnh Lê hừ một tiếng, dẫn theo Diệp Oánh đi ra ngoài. Diệp Oánh tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng cùng đi với mặc cảnh Lê. Thái Phi nhìn cảnh tượng trước mắt thì chỉ hơi nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh lại giãn ra tiếp tục nói chuyện cùng với Diệp Lão Phu Nhân. Diệp Ly rất nhàm chán nhẫn nải tiếp tục đứng phía sau vương phu nhân, vừa nghe các quý phụ trong kinh thành tán gẫu, vừa nhặt mấy chương binh pháp tôn tử ra đọc thầm hai lần, thói quen này là do kiếp trước dưỡng thành. Kiếp trước Diệp Ly sinh ở quân nhân thế gia, ông cố nàng là người xuất thân nghèo khổ, đã tham gia chiến tranh kháng nhật, nói trắng ra thì cũng xem như là một người thô kịch. Thế nhưng vị thô lỗ này rốt cuộc vẫn luôn rất ghét người khác gọi ông là người thô lỗ, cho từ thế hệ của cha Diệp Ly thì đều đã bắt đầu bồi dưỡng theo phương hướng nho tướng. Lão gia tử thích nhất là phạt bọn tiểu bối trong nhà học thuộc lòng. Hơn nữa tất cả đều là sách cổ chi, hồ, giả, giã, sao. Nhóm tiểu bối trong nhà không chịu nổi giày vò nên trên cơ bản, bọn họ người này thi vào trường học lại càng xa hơn cả người kia. Đến ngày lễ Tết có đánh chết cũng không về nhà. Chỉ là dưới hơn 10 năm bị giày vò thực sự cũng khiến cho bọn tiểu bối đạt được ích lợi không nhỏ. Sao, du, hồ, giả, dã, trợ từ dùng trong văn ngôn để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng. Chư vị phu nhân ở đây đều là những nhân vật có uy tín danh dự trong kinh thành, mặc dù vẻ mặt tán gẫu hợp lễ nghi, nhưng cũng đều không xem nhẹ Diệp Ly đang đứng phía sau lưng Vương thị. Nhìn càng lâu lại càng cảm thấy vị Diệp Tam tiểu thư này khác hẳn trong truyền thuyết, mặc kệ các nàng nói cái gì, thì trên mặt vị tiểu thư này cũng không có chút vẻ hiếu kỳ hoặc biểu hiện kinh ngạc nào thậm chí cho dù bọn họ có nói đến hôn sự của lê vương và diệp tứ tiểu thư thì nàng cũng không hề có chút uất ức hay oán hận cho dù là thật hay giả có thể khiến cho những người như các nàng người sớm nhìn thấu lòng người cũng không nhìn ra được thì đó chính là một loại bản lĩnh bộ dáng không quan tâm hơn thua như vậy đừng nói là nữ tử khuê các cho dù là nam tử thì cũng không có mấy người có thể làm được lại nói tiếp trong kinh thành bình thường rất ít khi nhìn thấy tam tiểu thư nha không biết năm nay tam tiểu thư có tham gia bách hoa thịnh hội hay không diệp ly đang im lặng đọc một vị phu nhân đột nhiên hỏi không đợi diệp ly trả lời diệp lão phu nhân cười nói hai năm qua thân thể ly nhi cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi năm nay tất nhiên là phải tham gia chứ dụng ý lúc trước của vương thị là không cho diệp ly tham gia thì lão phu nhân tất nhiên là hiểu rõ chỉ là bây giờ hôn sự của hai nha đầu này đều đã định, nếu lại không để cho Diệp Ly tham gia thì về tình về lễ cũng đều không thể nào chấp nhận được. Tuy bà xem trọng Diệp oánh hơn một chút, nhưng mà Diệp lão phu nhân khôn khéo cũng không định khiến cho đứa cháu gái sắp trở thành định vương phi này lạnh lòng với Diệp ra. Đích Phi, Phượng Khinh Chương 13, Khẩu Chiến Hoa Viên Edit, Tiết Y Mặc dù Diệp Ly không thích tham gia náo nhiệt, nhưng cũng biết thiếu nữ khuê các khác với nữ tử xuất giá lúc còn là khuê nữ nếu không muốn tham gia tụ hội của nhóm khuê tú thì người ngoài cùng lắm chỉ cảm thấy cô nương này là người hướng nội thích yên tĩnh hoặc là thân thể thật sự không tốt nhưng mà sau khi lập gia đình đặc biệt là nữ tử phải chấp trường việc bếp núc mà lại vẫn không chịu dung nhập vào trong đó không qua lại với người khác thì người ta lại sẽ cảm thấy người này mắt cao hơn đầu không biết đối nhân xử thế thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà chồng mình. Chủ tử bây giờ của định quốc vương phủ đúng là định vương mặc tu nghiêu người đã tàn tật kia. Mặc dù trong phủ còn có mấy vị nữ quyến, nhưng mà sau khi nàng gả đi thì nhất định sẽ phải chấp trường định quốc vương phủ. Bởi vậy, nghe thấy lời Diệp Lão Phu Nhân nói, Diệp Ly cũng mỉm cười đồng ý, làm ra bộ dáng vô cùng chờ mong bách hoa thịnh hội năm nay. Tiễn đoàn người của Hiền Chiêu Thái Phi về diệp ly lập tức cáo lui với lão phu nhân rồi trở về thanh giật hiên diệp lão phu nhân và vương thị vẫn đang chìm đắm trong vinh quang vui mừng vì được hiền chiêu thái phi tự mình đến hạ sinh lễ cho nên cũng không quá để ý đến diệp ly diệp ly rời khỏi vinh nhạc đường không để ý đi tới hành lang gấp khúc lại vừa nhớ tới ánh mắt nhìn mình của hiền chiêu thái phi lúc sắp đi không biết như thế nào nàng vẫn luôn có cảm giác bên trong cái nhìn kia của thái phi rất có cảm giác ý vị thâm trường Tiểu thư, người xem kìa, lúc đi ngang qua hoa viên, Diệp Ly đang nghĩ ngợi băn khoăn, thanh sương nhẹ giọng nhắc nhở bên tai nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, một đôi bích nhân đang đứng ven đường hoa viên trong lương đình, nam tử tuấn Mỹ nghiêm túc, nữ tử tuyệt sắc yếu đuối, không phải là mặc cảnh Lê và Diệp Oánh thì là ai? Diệp Ly có chút khó hiểu, hai người kia không đi hẹn hò yêu đương, sao lại ngồi ở giao lộ hoa viên người ra người vào này làm gì? nhìn thoáng qua có vẻ như là đang cố ý ở đây chờ nàng. Diệp Ly rời bước đi lên, bái kiến Lê Vương điện hạ. Mặc Cảnh Lê nhìn thoáng qua mấy nha đầu đi theo phía sau nàng một cái, cười lạnh nói, ngươi ngược lại cũng biết khoe mẽ rồi. Lúc trước Mặc Cảnh Lê cũng đã không xa không gần nhìn thấy Diệp Ly mấy lần, mỗi lần bên người Diệp Ly đều chỉ có một nha đầu đi theo, nhìn lên đã khiến người ta cảm thấy không phóng khoáng. Bây giờ vừa mới được tứ hôn, diệp ly này chẳng những dám can đảm khiến cho mình khó xử lại còn dám bày vẽ phô trương không biết tại sao mặc cảnh lê lại có cảm giác cứ nhìn thấy diệp ly là có chút bực bội nhớ đến gần hai vạn lượng bạc rơi xuống trong tay diệp ly là lại khiến cho mặc cảnh lê tức đến nghiến răng nghiến lời không phải lê vương phủ của hắn không giao nổi khoản bạc này mà là hành động của diệp ly nói rõ là nàng không quan tâm đến hắn cho nên nàng mới đòi tiền hắn một cách tự nhiên như vậy sao hẹn hò yêu đương nguyên văn hoa tiền nguyệt hạ diệp ly che miệng cười ánh mắt nhàn nhạt, nhạt lưu truyền trên người hai người vương gia nói đùa rồi đây cũng chỉ là quy củ cô nương gia nên có mà thôi ta biết rõ tứ muội và vương gia tình đầu ý hợp đương nhiên khó tránh khỏi chỉ là hai người rốt cuộc cũng vẫn chưa thành thân tứ muội ra vào vẫn phải để cho nha đầu đi theo mới tốt cho dù đi theo phía xa cũng tốt tránh cho người khác lại nói này nói kia. Tam tỷ, tại sao tỷ lại nói như thế? Nghe xong lời Diệp Ly nói, đôi mắt ngập nước long lanh của Diệp Oánh lập tức đỏ lên, nước mắt óng ánh dâng lên trong khóe mắt, vô cùng uất ức mà nhìn Diệp Ly, muội và vương gia trong sạch mà, cho dù là muội muội thật có lỗi với Tam tỷ, thế nhưng mà, đó cũng không phải ý của muội muội, Tam tỷ tại sao phải? Diệp Ly khẽ nâng tay lên, ung dung cắt đứt lời nói của nàng ta, có chút buồn cười hỏi, "Tứ muội đã hiểu lầm rồi, có ai nói muội và vương gia không trong sạch sao?" Muội cứ nói ra, cho dù tổ mẫu và phụ thân không làm chủ cho muội, Tam tỷ cũng sẽ làm chủ cho muội. Nói xong vẻ mặt dò xét nhìn lướt qua mọi người đang đứng sau lưng một cái, Thanh Sương che miệng cười nói, "Nô tỳ chưa nghe qua điều đó. Chỉ là nếu Tứ tiểu thư đã nói như vậy thì chắc là có rồi." không bằng trở về bẩm lão phu nhân nghiêm khắc điều tra một lượt, chắc chắn có thể bắt được người đã vu oan cho tứ tiểu thư và Lê Vương Điện Hạ rồi. Vẻ mặt Diệp Oánh thay đổi, ôm hận chừng thanh sương một cái rồi nghiêng mặt qua điểm đạp đáng yêu nhìn mặt cảnh Lê, Vương ra, việc này nếu để cho tổ mẫu biết chắc chắn sẽ gian dậy mình. Nếu như làm ẩm ĩ khiến cho chuyện lớn lên thì chỉ sợ vốn không có tin đồn cũng sẽ biến thành có mắt. Đủ rồi, Diệp Ly, ngươi làm gì cũng đều vô dụng bổn vương sẽ không nhìn chúng ngươi đâu ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi mặc cảnh lê lạnh giọng trách mắng ánh mắt nhìn trong chọc diệp ly dường như tràn đầy ruồng bỏ và chán ghét diệp ly kinh ngạc có chút thẫn thờ mặc cảnh lê đang nói cái gì vậy sẽ không phải cho rằng bộ dáng lúc này của mình là đang muốn lạt mềm buộc chặt chứ người này tự cảm thấy bản thân mình tốt đến như vậy sao Bị Diệp Ly dùng ánh mắt đánh giá nhìn kỹ như thế, Mặc Cảnh Lê có chút thẹn quá hóa giận lạnh giọng tức giận nói: "Ngươi nhìn đủ chưa? Còn không biết xấu hổ?" Trong lòng Diệp Ly cảm thấy bất đắc dĩ đến phải trợn mắt lên nhìn bầu trời, cố nhịn không nói ra câu: "Tới giờ uống thuốc của ngươi rồi." Cúi người hành lễ với Mặc Cảnh Lê đã đủ rồi, vương gia và tứ muội cứ từ từ trò chuyện. Ta cáo từ trước, cũng không đợi Mặc Cảnh Lê đồng ý trực tiếp quay người đi về phía thanh giật hiên của mình. Ở phía sau, mặc cảnh lê mang sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh khảnh nghênh ngang rời đi kia, diệp oánh nhìn vào mắt thì trong lòng thấy căng thẳng, ôn nhu nói, vương gia, tam tỷ luôn luôn là như vậy, ngài chớ so đo với tỷ ấy. Nhìn nữ nhân xinh đẹp mang vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng và khẩn cầu trước mặt, sắc mặt mặc cảnh lê mới hòa hoãn đi một chút, kéo diệp oánh hừ một tiếng nói khẽ nàng yên tâm đi, nàng ta đã là tỷ tỷ của nàng thì bổn vương cũng sẽ nể mặt nàng mà không so đo với nàng ta. Ánh mắt diệp oánh hơi lóe lên, xấu hổ cúi đầu, đa tạ vương ra. Vừa mới bước vào thanh giật hiên đã chợt nghe thấy mấy tiểu nha hoàn thô sự đang thầm thầm thì thì thán phục sự phong phú của sinh lễ mà hôm nay Lê Vương Phủ đưa tới. Tứ tiểu thư có thể gả cho Lê Vương làm chính phi thật sự là phúc khí tốt, vân vân. Đương nhiên cũng tránh không được thuận tiện nói một câu nữa là tam tiểu thư bất hạnh gà cho vương gia phế vật toàn kinh thành đều biết. Thanh Sương tức giận đến sắc mặt trắng bệch lên, không đợi Diệp Ly mở miệng đã nghiêm nghị trách mắng, láo xược. Ai cho các ngươi cả gan dám nghị luận chủ tử, mấy nhà đầu đang quá mức tập trung tinh thần vào việc nói chuyện, thậm chí ngay cả việc từ lúc nào đã có sáu bảy người đứng sau lưng cũng không biết. Vừa nghe thấy giọng nói của Thanh Sương, xoay người lại thì đã lập tức bị dọa đến mức thân thể mềm nhũn quỵ xuống đất. Diệp Ly mang vẻ mặt lạnh nhạt, đi qua bên cạnh người mấy nha đầu đang quỳ trên mặt đất, đang lúc bọn nha đầu vui mừng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cho rằng tránh được một kiếp, thì lại nghe thấy Diệp Ly nói, tất cả đi xuống lĩnh hai mươi bản tử. Đừng mà, tiểu thư thứ tội, đám nô tỳ không dám. Tuy rằng thanh giật hiên này không được yêu thích trong phủ, nhưng mà điều đó thật ra đối với những nha đầu làm thô sử này cũng không có khác biệt gì quá lớn dù sao ở các viện khác cho dù có chuyện gì tốt thì cũng sẽ không đến phiên nha đầu thô sử mà tam tiểu thư lại là chủ tử dễ hầu hạ nhất trong cả dịp phủ bình thường nàng chưa bao giờ ra yêu cầu gì quá đáng làm khó người dưới cũng sẽ không vì nổi giận mà phát hỏa trên người nha đầu thậm chí trên cơ bản là chưa từng xử phạt người trong viện cho nên nhóm mấy tiểu nha đầu này khó tránh khỏi cảm thấy tam tiểu thư mềm lòng và bản thân bọn họ cũng bắt đầu lơ là. Lại không nghĩ tới hôm nay các nàng mới chỉ nói vài câu tán gẫu đã bị phạt 20 bản từ. Đi xuống, chẳng những không nghe mấy lời cầu xin tha thứ kia, Diệp Ly còn chỉ để lại một câu nhàn nhạt, nhạt rồi phải tay áo bỏ đi. Tiểu thư, làm gì tức giận với cái đám tiểu nhân kia chứ, vô duyên vô cớ chọc tức bản thân mình cũng rất không đáng. Thanh Sương đi theo sau lưng Diệp Ly nhẹ giọng khuyên nhủ. Diệp Ly quay đầu lại lườm nàng một cái, cười nói, "Muội cho rằng ta đang tức giận?" "Tiểu thư, vậy làm sao? Mấy năm này nàng cũng rất ít khi thấy tiểu thư xử phạt nha đầu mà." Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói, "Ta phạt các nàng không phải là vì các nàng khua môi múa mép, mà là vì các nàng phản chủ." "Ơ, ờ, nếu muội là nha đầu nói huyên thuyên về chủ tử thì sẽ đứng ở ngay chỗ cửa viện hay sao thanh sương lúc này mới chợt hiểu ra có chút khó hiểu hỏi vậy rốt cuộc là ai xúi dục các nàng à sẽ không phải là phu nhân chứ làm như thế thì bà ta có lợi gì ngoại trừ việc chỉ có thể chọc tiểu thư tức giận một trận nhưng tiểu thư lại không nhất định sẽ tức giận nữa đôi mi thanh tú của diệp ly hơi nhíu lại lắc đầu nói với thanh sương đến mai muội tự mình đi đến phủ ngự xử một chuyến thay ta đưa một bức thư cho nhị cữu cữu cậu hai bên ngoài thì cứ nói ta có vài chuyện không rõ nên muốn thỉnh giáo nhị cữu mẫu mở hai mời bà ấy có rảnh thì đến đây một chuyến đúng rồi nói với cữu mẫu đừng nóng này cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh holic audio thịnh thế đích phi phượng khinh chương 14, nhị cữu cữu bao che khuyết điểm thư phòng ngự sử phủ. Một mùi thư hương nhàn nhạt, nhạt tràn ngập trong thư phòng thanh nhã mang phong cách cổ xưa. Trên vẻ mặt của đương triều ngự sử đại nhân đang ngồi đằng sau thư án xưa nay vẫn luôn nho nhã thanh giật có chút tối tăm phiền muộn hiếm có, nhìn chằm chằm vào một bức thư trên thư án mà trầm tư. Thanh Phong, con nói xem hiền chiêu Thái Phi đây là có ý gì? Sau nửa ngày, ngự sử đại nhân mới ngẩng đầu hỏi. Cách án thư không xa, một thanh niên tuấn tú phiêu giật khoanh tay nghiêm nghị đứng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói, nhi tử ngu dốt có phải là vì thể diện của định quốc vương phủ, cho nên mới. Từ ngự sử lắc đầu nói, phụ thân thấy, hành động lần này của hoàng gia chính là tát vào mặt định quốc vương phủ, tát một tát rồi cho một quả táo ngọt. Dùng phương pháp này với thần tử bình thường thì có lẽ còn có tác dụng, nhưng đối với định quốc vương phủ thì lại không có tác dụng gì cả. Từ Thanh Phong hơi nhíu mày kiếm, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nói: Hoàng gia đối xử với Định Quốc Vương phủ như thế nào? Cũng không nên hy sinh biểu muội làm bè chứ. Mấy đời của Từ gia đều nam nhiều nữ ít, một đời trước còn có một mình mẫu thân của Diệp Ly là nữ nhi. Đến thế hệ này của Thanh Phong, hai nhánh trực hệ Từ gia vậy mà toàn là nhi tử. Từ. từ Thanh Phong trước giờ vẫn luôn sinh sống ở kinh thành cũng vô cùng bảo vệ Diệp Ly vị biểu muội thường xuyên gặp mặt lúc còn nhỏ. Từ ngự sử than nhẹ một tiếng nói, ở trong mắt người của Hoàng Thất thì trừ bản thân bọn họ ra còn có ai là không thể hy sinh đây. Huống hồ, từ sau khi cô cô của con qua đời thì Ly Nhi lại vẫn không lộ diện trong kinh thành, thanh danh đã sớm bị ác phụ diệp ra kia trà đạp đến mức tồi tệ nhất rồi. Vì thế Lê Vương tất nhiên là không muốn lấy Ly Nhi rồi. Từ thanh phong hừ lạnh một tiếng nói, nhì từ thấy biểu muội không lấy cái tên Lê Vương kia là đúng kẻ mà ẩm chưa thành thân đã đến lấy không đồ đạc trong cửa hàng của vị hôn thê, đây cũng là điệu bộ của hoàng thất sao? Nếu biểu muội thực sự phải gả cho hắn thì chỉ sợ chút đồ cưới mà chúng ta và cô cô để lại cũng bị hắn dùng hết mất rồi. Nhớ tới chuyện Thanh Sương đề cập đến lúc tới đây, tức giận trong đáy lòng từ Thanh Phong lại không có chỗ xả, vì thế mà thái độ với mặc cảnh lê kia lại càng trở nên tồi tệ. Từ ngự sử đưa tay vuốt bộ dâu đẹp dưới cằm, gật đầu nói, Lê Vương kia quả thực không xứng với Ly Nhi. Ly Nhi xưa nay là đứa có chủ kiến, có lẽ con bé cũng không nhìn trúng Lê Vương. Bằng không nó cũng sẽ không để mặc cho đôi mẫu tử của Diệp Gia kia hành động như vậy. Nhớ tới năm đó lúc tiểu muội từ trần, bản thân mình vốn định đón đưa cháu gái ngoại đang bị bệnh nặng này trở về từ gia giáo dưỡng, lại bị cái lão thái bà kia của Diệp Gia ngăn cản không cho phép. Lì Nhi lại kéo dài bệnh tật, đưa bà vú và nhụ mẫu của mình trở về vân châu một mình một người tứ cố vô thân sống trong diệp phù tuy rằng diệp vương thị kia mấy lần muốn gây bất lợi với nàng nhưng mà con bé lại đều khéo léo tránh khỏi được bây giờ xem ra cháu gái ngoại không chỉ có sự thông tuệ của tiểu muội mà lại còn kiên cường và nhạy cảm hơn cả tiểu muội điều này cũng khiến cho từ ngự sư cảm thấy vài phần phần kiêu ngạo trong lòng thế nhưng mà định vương Lê Vương không khiến cho người ta vừa ý, nhưng ít nhất vẫn là một người tứ chi khỏe mạnh. Bây giờ hoàng đế chỉ hôn như thế này, không chỉ là bôi nhọ định quốc vương phủ, mà còn là trà đạp huyết mạch của tư thi. Hừ, so với Lê Vương, ta lại càng tin tưởng giao dưỡng của định quốc vương phủ hơn. Định vương tốt xấu gì cũng là do lão định quốc vương ra một tay nuôi lớn. Lúc đang nói chuyện, từ ngự sử châm mọn nến đặt trên bàn lên đốt lá thư kia thành cho bụi rồi mới nói với nhi tử những ngày này bảo con nghe ngóng chuyện của định quốc vương phủ như thế nào rồi mấy ngày nữa lúc nương con đến diệp ra thì bảo bà ấy nói cho ly nhi biết từ thanh phong có chốt bất đắc dĩ nói những chuyện khác của định quốc vương phủ thì cũng dễ nói chỉ là định vương kia rất ít qua lại với người khác mấy năm này người đến bái kiên hắn ngay cả một bàn tay cũng có thể đếm hết được cho nên cũng không dò xét ra được tin tức hữu dụng nào cả chỉ có một điều, có người nói định vương kia là kẻ khắc vợ. Trước đây có mấy vị hôn thê đều đã bị hắn khắc chết cả rồi. Còn có một người về nhà chồng đã bị hắn hù chết vào đêm đó. Nói bậy, từ ngự sử quát lên. Ông thân là ngự sử, học trò của lão gia tử từ gia ở khắp thiên hạ. Những chuyện biết được đương nhiên là nhiều hơn người bình thường một chút. Ví dụ như người đầu tiên đảm nhiệm vị hôn thê của định vương đúng là gặp chuyện không may trước lúc tiên đế định ra nhưng lại không phải là bệnh chết giống như lời của người ngoài nói, mà là tiến cung trở thành quý phi được sủng ái hiện nay. Lại ví dụ như người thứ hai đảm nhiệm vị hôn thê là do đương kim thái hậu chỉ định, nguyên bản vốn là một con ma ốm bệnh hoạn liên tục, sống không quá cập kê cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ riêng người về nhà chồng mới chết kia, theo như từ ngự sử thấy thì khả năng bị dọa chết cũng vô cùng nhỏ bé, năm đó lúc định vương bị thương trở về chiều ông cũng có đứng ở xa xa nhìn thấy một cái. Tuy rằng vết thương trên mặt kia có chút dữ tợn, nhưng cũng không đến mức có thể hù chết người. Mà thôi, con đi gặp nương con đi. Lát nữa ta muốn tự mình đi thăm hỏi định vương. Còn bây giờ ta phải viết sổ con. Viết sổ con, cha muốn giám quan, sao, ai? Từ thanh phong ngạc nhiên nói. Sao, giám quan, vạch tội. Trên gương mặt gầy gò của từ ngự sự hiện ra một nụ cười lạnh ông nói, vạch tội Diệp Thượng Thư không biết cách dạy dỗ nữ nhi, dung túng thư nữ vụng trộm qua lại với Lê Vương trước lúc hắn chưa giải trừ hôn ước. Văn bản Hoàng Triều Đại Sở quy định rõ ràng, môn quan không thể định tội. Chỉ cần ngữ điệu vạch tội của ngự sử không phải là hư cấu vu oan, thì cho dù có nói gì hoàng đế cũng đều không thể giáng tội. Chuyện của Lê Vương và Tứ Tiểu Thư Diệp ra, quý tộc toàn kinh thành này nào có ai không biết chỉ là mọi người diệp ra đã mặc kệ người khác đương nhiên cũng giả vờ như không biết bây giờ có người quang minh chính đại dâng lên sổ con những ngự sử nhàn rỗi không có chuyện gì làm tri thức thanh lưu có chốt chướng mắt chuyện đó tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mặt ngoài chính là vạch tội diệp thượng thư nhưng trên thực tế mũi nhọn cuối cùng mà sự việc hướng đến lại chính là diệp oánh và lê vương chỉ sợ cuối cùng ngay cả chuyện Lê Vương không duyên cớ lấy tài vật của vị hôn thê trước đây cũng không giấu giếm nổi. Như vậy có thể gây thù hằn cho Ly Nhi hay không ạ? Tử Từ Thanh Phong nhíu mày, có chút lo lắng nói. Từ ngự sử cười nhạt nói, nếu không như thế thì con thấy bộ dạng của Lê Vương là lòng mang ái náy với Ly Nhi sao? Ít nhất từ gia chúng ta cũng phải tỏ rõ lập trường cho Lê Vương và Hoàng thượng thấy. Từ gia rõ ràng là bãi minh sa mã, sao muốn che chở cho cháu gái ngoại rồi nếu như nhất thời chúng ta không nghĩ ra hiền chiêu thái phi đang có ý gì vậy trước hết cứ tìm một ít chuyện cho lê vương phủ làm đi để tránh cho bọn hắn nhàn rỗi lại muốn tính kế biểu muội con sao bởi minh sa mã ngang nhiên tuyên bố trong lòng từ ngự sử thế nào cũng không hiểu được tại sao lê vương lại vứt bỏ cháu gái ngoại nhà mình để lấy tứ tiểu thư diệp ra kia ngoại trừ dung mạo bên ngoài nói về thân phận thì một người là đích trưởng nữ một người là vợ kế sinh ra bản về tài trí đức hạnh với cái bộ dáng chỉ biết dùng sắc quyến rũ người đó của diệp oánh thì nếu là ở từ gia đã sớm bị phạt đi quỳ ở từ đường rồi cho dù là vận về đồ cưới chỉ sợ diệp gia có dốc hết tài lực lo liệu thì cũng chưa chắc đã phong phú bằng đồ cưới mà từ gia cho ly nhi sự khác biệt giữa nhà giàu vừa mới phất lên và đại tộc trăm năm cũng không phải chỉ một chút thôi đâu Nghe xong lời phụ thân nói, từ thanh phong không khỏi vui vẻ, cười nói, vẫn là phụ thân suy nghĩ chu đáo, hải nhi cáo lui. Thấy nhi tử đóng cửa rời đi, từ ngự sử khẽ thở dài một cái rồi nhấc bút lên viết sổ con. Nhi tử dưới gối mình, trường tử thanh duệ theo lão phụ thân trở về Vân Châu, kính hiếu học tập trước mặt phụ thân. Thứ tử thanh phong từ nhỏ đã ở cạnh mình, mặc dù mình và thê tử đều xuất thân là môn đệ thư hương, nhưng Thanh Phong từ nhỏ đã rất có thiên phú về võ học, còn tài văn chương lại chi thường thường. Nhớ tới những lời khuyên nhủ của Diệp Ly vào năm trước tới chúc Tết lại không khỏi cười khổ, chẳng lẽ từ thị trăm năm thư hương thật sự đã sinh ra một võ tướng? Ngừng bút suy nghĩ một lúc lâu, từ ngự sử cuối cùng cũng đặt bút xuống, đứng dậy đi qua giá sách một bên, thuần thục rút ra một quyển sách từ tầng thứ ba, ông cúi đầu nhìn nét bút cứng cáp bên trên quyển sách Thái Tổ Binh Điển, cao giọng gọi, người đâu? Rất nhanh, gã sai vặt chờ bên ngoài đã đẩy cửa đi vào cung kính kêu, lão ra. Đưa quyển sách này qua cho nhị công tử, nói cho nó biết trong năm nay phải xem xong cho ta. Ngoài ra mỗi tháng mang một quyển sách tâm đắc tới đây. Gã sai vặt nhận sách, cũng không hỏi nhiều, cung kính lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, xa xa đã truyền đến tiếng cười cởi mở của từ thanh phong. Tất nhiên là hắn vẫn chưa đi xa đã bị gã sai vặt đuổi theo, Hải Nhi tạ ơn phụ thân, Hải Nhi lĩnh mệnh. Hỗn tiểu tử, không ra thể thống gì cả, từ ngự sử thấp giọng mắng nhưng trên khuôn mặt vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười thoải mái. Thịnh thế đích phi, phượng khinh. Chương 15, khẩu chiến kim điện thần thương. Ngày hôm đó, Tào Triều, từ ngự sử quả nhiên dâng một quyển sổ con lên trước mặt hoàng đế trong buổi tảo chiều, vạch tội hộ bộ thượng thư Diệp Văn Hoa không biết cách dạy dỗ nữ nhi. Từ ngự sử quả thật không hổ là người xuất thân từ thư hương thế gia đệ nhất của đại sở, chỉ là một quyển sổ con vạch tội mà ông cũng ghi rất hùng hồn, nói có sách, mách có chứng, thuật lại từ nữ nhi của Diệp gia lúc Lê Vương chưa giải trừ hôn ước với Diệp Tam tiểu thư lại ngang nhiên khi đi hai người khi về một đôi như thế nào. Không hề có phong phạm danh môn khuê tú như thế nào. Đương nhiên, tất cả những việc này đều là do Diệp Văn Hoa Đại Nhân Thân là hộ bộ thượng thư mà lại không biết cách dạy nữ nhi. Cái gì? Người nói Diệp Tam Tiểu Thư cũng là nữ nhi của Diệp Thượng Thư. Diệp Tam Tiểu Thư là cháu ngoại gái của Thanh Vân Tiên Sinh, huyết thống của Tử Gia mà còn cần phải hoài nghi về giáo dưỡng sao? Tử Gia thân là nhà ngoại của Diệp Văn Hoa lại không chốt do dự nhắm ngay hỏa lực vào Diệp Gia. Điều này thật sự khiến cho người ta vô cùng bất ngờ, lập tức đánh cho Diệp Thượng thư mấy ngày gần đây đang xuân phong đắc ý đến hoa mắt váng đầu. Tuy rằng bây giờ đã là chính nhị phẩm hộ bộ thượng thư, nhưng Diệp Văn Hoa vẫn vô cùng kính sợ vị nhạc phụ đại nhân trước đây của mình. Một gương mặt cũng có thể coi là anh tuấn căng lên đến đỏ bừng, nhưng nửa câu để giải thích cho bản thân mình cũng không nói ra nổi. Tuy rằng mấy người của Vương gia có lòng đi ra giúp đỡ, nhưng đáng tiếc phẩm cấp của bọn hắn thật sự không có chút trọng lượng nào, huống hồ một đám ngự sử trên đài kia không ai không phải là văn nhân thanh lưu, không ai không kiêu ngạo cứng cỏi, càng đáng nói là đại đa số bọn họ đều xuất thân từ thư viện Ly Sơn, bản lĩnh mồm mép kia cũng không phải là chỉ để nhìn. Mà chuyện vạch tội lần này tuy rằng không phải là người trong cuộc nhưng hiển nhiên là có liên quan đến Lê Vương Điện Hạ mặc cảnh Lê lúc này đang mang một khuôn mặt u ám, hơi lạnh không cần kìm chế cứ thế mà phóng ra ngoài. Đáng tiếc là tuy rằng quan bào trên người từ ngự sử hơi mỏng manh một chút, nhưng mà trong thời tiết gần tháng tư này, ông thật sự không lạnh. Trên kim điện, hoàng đế đại sở mặc cảnh kỳ ngồi trên long ỉ cao cao giống như đang suy nghĩ điều gì đó, chăm chú nhìn vẻ mặt khác nhau của các thần tử ở bên dưới. Thân là đế vương, hắn cũng không ngại các thần tử của mình thỉnh thoảng tranh đấu một chút, nếu như tất cả bọn họ đều đoàn kết thì hắn mới lo lắng đấy. Nhưng mà, hắn thật sự không ngờ từ ra lại có thể vì một Diệp Ly nho nhỏ mà không chút do dự đi gây khó dễ cho Diệp Văn Hoa. Mặc dù sức ảnh hưởng của từ gia hiện nay ở triều đình đã vô cùng yếu ớt, nhưng mà ở trong mắt văn nhân thiên hạ thì từ thị nhất tộc vẫn là đối tượng mà bọn hắn tôn kính và sùng bái như trước. Xem ra, trong khoảng thời gian này Diệp Thượng Thư cũng không dễ sống rồi nhưng như thế cũng tốt phong quang sao quá nhiều sẽ khiến cho người ta muốn một vài thứ không nên muốn cũng nên có người bắt chẹt một phen rồi sao phong quang nở mày nở mặt diệp thượng thư những gì từ ngự sử dâng tấu là sự thật sao mặc cảnh kỳ mỉm cười nhìn về phía diệp văn hoa hỏi nụ cười ấm áp kia của quân vương lại khiến cho diệp văn hoa bỗng dưng sinh ra vài phần lãnh ý hoàng thượng vi thần vì hần oan uổng mà. Ý của Diệp Đại Nhân là từ Đại Nhân vu hãm đồng liêu sao? Nhưng mà theo hạ quan biết từ Trùng Dương, 9 phần 9, năm ngoái đã có người chứng kiến lệnh ái và Lê Vương Điện Hạ khi đi hai người khi về một đôi đấy. Lúc ấy, Lê Vương Điện Hạ và Diệp Tam Tiểu Thư vẫn chưa giải trừ hôn ước mà. Một tên ngự sử khác đứng ra, liếc xéo Diệp Văn Hoa nói. Những quan viên ngự sử trên đài này mặc dù đều không có thực quyền, nhưng đều là người có thực học. Hơn nữa phần lớn đều khinh thường thông đồng làm bậy cùng người khác, đương nhiên cũng không sợ đắc tội người rồi. Ngôn quan không thể định tội, chỉ cần không phải nói hưu nói vượn thì ngay cả hoàng đế cũng không thể trách tội, người khác còn có thể làm sao đây? Đúng vậy, vì thần dường như cũng nghe phu nhân nhắc qua việc này. Nghe nói trong hội đèn lồng nguyên tiêu năm nay Diệp Tứ Tiểu Thư cũng cùng. Dắt tay nhau đi dạo chơi đấy à? đối thủ cũ của Diệp Thượng Thư, phụ thân của Liễu Quý Phi lại bộ Thượng Thư đương nhiên cũng không chịu thua kém ai mà bỏ đá xuống giếng. Không chỉ nữ nhi hai nhà Liễu Diệp ở trong cung tranh đấu đến nỗi người chết ta sống, mà đến hai nhà cũng tranh đấu gay gắt không ngừng trên triều đình. Đáng tiếc Diệp ra căn cơ nông cạn, cho dù bây giờ đã trèo lên được cái cây to như Lê Vương này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không mảy may lay chuyển được thế gia đại tộc như Liễu Gia. Huống hồ. Diệp Văn Hoa hiện tại còn rơi vào cảnh hậu viện nhà mình cháy lại bị nhà bên ngoài của mình vạch tội. Không thừa cơ dẫm hắn một cước thì bản thân Liễu Thượng Thư cũng cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng Lê Vương là đệ đệ ruột của Hoàng đế, lại có Thái Hậu làm chỗ sửa, nhưng mà Liễu ra hắn cũng không phải ăn chay đâu. Hai cháu ngoại trai và một cháu ngoại gái của hắn cũng là hoàng tử công chúa của hoàng đế đấy. Cảnh Lê, đệ nói thế nào? Mặc cảnh kỳ đảo mắt nhìn qua mọi người trong điện, đặt ánh mắt ở trên người mặc cảnh lê đang mang khuôn mặt u ám rồi mỉm cười hỏi trong điện yên lặng một lát mới nghe được giọng nói lạnh lùng của mặc cảnh lê thần đệ không có lời nào để nói một ít lão thần tử bảo thủ hư lạnh trong lòng một tiếng đánh giá vị vương gia này thấp đi một chút quả thật là không còn lời nào để nói loại chuyện này vốn chính là dân không báo thì quan không xét nhưng một khi đã bị lật ra thì cho dù trừng phạt thế nào cũng đều không đủ Ai bảo mặc cảnh Lê và Diệp Oánh lúc trước quá kiêu ngạo cho rằng không ai dám nhiều lời cái gì, ngang nhiên khi đi hai người khi về một đôi. Không chỉ là quan viên trong chiều, cho dù là dân chúng bình thường cũng có không ít người biết đến. Bây giờ bị từ gia lục ra thì càng nói dối sẽ càng khó xử. Đám thần tử có quan hệ với Lê Vương đương nhiên không thể nhìn chủ tử của mình nuốt xuống sự thiệt thòi này, vội vàng ra khỏi hàng khởi tấu, khởi bẩm hoàng thượng, Diệp Tam tiểu thư kia không tài không đức không mạo nguyên bản đã không xứng với Lê Vương Điện Hạ. Huống hồ bây giờ Lê Vương Điện Hạ và Diệp Tứ tiểu thư là do nương nương tự mình chỉ hôn đấy. Từ ngự sử cười lạnh một tiếng nói, Lê Vương đã nghi ngờ tài mạo và đức hạnh của Diệp Tam tiểu thư, thì quang minh chính đại từ hôn rồi lại kiếm lương duyên là được, cớ sao lại phải đi làm cái chuyện lén lút như thế. Theo hạ quan biết, ngày đó Diệp Tam tiểu thư bị từ hôn cũng chưa từng có biểu hiện dữ rồi, lại cũng không liều chết quấn lấy rồi không chịu thoái hôn. Chỉ mỗi như vậy thì đức hạnh của Diệp Tam tiểu thư đã có thể biết được rồi. Huống hồ, hôn ước của Lê Vương Điện Hạ và Diệp Tam tiểu thư lúc trước chính là do Tiên Hoàng ban hôn, Thái Hậu ban hôn và Tiên Hoàng ban hôn thì ai so với ai có trọng lượng hơn? Và lại, nghiêm trọng một chút thì Thái hậu ban hôn hoàn toàn trái ngược với tiên hoàng là đã có thể nghi ngờ đức hạnh của Thái hậu rồi. Thần tử trung tâm hộ chủ mặt mày xanh mét tháo chạy. Những người còn lại vừa xem náo nhiệt lại vừa cảm thấy đồng tình trong lòng với cái người không biết sống chết mưu đồ đi lên đỏ sức mồm mép với từ ngự sư. Người có chút kiến thức thì ai mà không biết năm đó nhị công tử từ gia mới chỉ 16 tuổi đã khẩu chiến lục đại tài tử Nam Chiếu Quốc một trận thành danh. Những năm này ông đã ít xuất hiện đi rất nhiều nhưng không có nghĩa là mồm mép người ta đột nhiên trở nên kém cỏi đâu. Được rồi, Diệp Thượng Thư còn có lời gì muốn tự biện bạch? Mặc cảnh kỳ ngăn những người còn dục dịch muốn nói chuyện ở dưới điện lại. Diệp Văn Hoa đã lăn lộn ở chốn quan trường nhiều năm, từ một cử tử bình thường đến quan lớn nhị phẩm cũng không phải là thùng rỗng kêu to. Trong lòng biết rõ từ ngự sử đến đã có chuẩn bị, hơn nữa quả thật mình cũng không cách nào giải thích được dứt khoát trực tiếp nhận tội, nhiều năm qua vi thần vẫn luôn lơ là sự vụ trong phủ, quản giáo tiểu nữ không nghiêm, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Nam nhân vốn không nên nhúng tay vào chuyện nội phủ, cho nên việc lơ là sự vụ trong phủ hoàn toàn có thể lý giải được. Hoàng đế tất nhiên cũng không có ý định chỉ vì một chút chuyện nhỏ lông gà vò tỏi ấy mà đụng vào thần tử đắc dụng nhất của mình và đệ đệ mình nuông chiều nhất. Bởi vì hắn hết sức hài lòng với sự thức thời của Diệp Văn Hoa. Nếu như ông ta còn tiếp tục nói dối thì nói không chừng hắn cũng sẽ bị bức bách đến phải trừng phạt họ nặng hơn một chút. Đã như vậy, Diệp Thượng Thư phạt bổng lộc một năm, còn Lê Vương phạt bổng lộc nửa năm. Mặt khác, Diệp Tam Tiểu Thư Tú Mẫn Hiền Thục, ban thưởng vàng dòng trăm lượng, hai thanh ngọc như ý, xem như chấm thêm đồ cưới cho cháu ngoại gái của Thanh Vân Tiên Sinh. Đa tạ ân điển của Hoàng Thượng, sắc mặt Diệp Thượng Thư tái nhợt. Đa tạ Hoàng Thượng vẻ mặt từ ngự sử lạnh nhạt. Đa tạ Hoàng Huynh, Lê Vương Điện Hạ lại càng thêm âm u. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.